Quý anh chị đang tìm hiểu một dòng xe gầm cao 5 chỗ, thể thao, tiết kiệm nhiên liệu, tính năng hiện đại thì Kia Sportage là một sự lựa chọn hoàn hảo cho quý anh chị. Và em là Lệ, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết về chương trình ưu đãi cũng như là những cái tính năng hiện đại có trên chiếc Kia Sportage này nha quý anh chị. Trước mắt quý anh chị đây là phiên bản 1.6 X-Line, hiện tại bên em đang có đủ màu đủ xe giao sẵn. Con này sau khi trừ ưu đãi giá của nó chỉ còn lại là 999 triệu đồng thôi. Nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó chỉ rơi vào khoảng là 1.125 tỷ triệu đồng. Và hiện tại đang có rất là nhiều thông tin về việc giảm lệ phí trước bạ. Nếu mà được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ thì chiếc xe này chỉ còn lại là lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh 1.075 tỷ triệu đồng thôi nha quý anh chị. Và đặc biệt con này là Vin 2023 thì bên em sẽ có chính sách đặc biệt dành cho cái dòng xe này nữa. Thì nếu mà quý chị muốn biết thêm thông tin chi tiết thì cứ gọi vào số hotline bên dưới hoặc là kết bạn Zalo Facebook của em, thì bên em sẽ gửi báo giá chính xác cho quý anh chị nhé. Nếu mà mình là lăn bánh ở tỉnh thì chi phí nó sẽ rẻ hơn thành phố nha, nhưng tùy thuộc vào tỉnh nha quý anh chị. Khi con này mà quý anh chị mua trả góp á, mà với cái thuế trước bạ tầm khoảng 50% thì quý anh chị chỉ cần trả trước giúp em đâu đó tầm khoảng là 280 thôi. Và mỗi tháng thì quý anh chị góp đâu đó tầm khoảng là 10 triệu nhé. Thủ tục thì hồ sơ vay rất là đơn giản, bên em sẽ bao đảo hồ sơ vay cho quý anh chị nên quý anh chị cứ yên tâm. Muốn biết hồ sơ mình làm được hay không được thì cứ gửi hồ sơ qua Zalo cho bên em sẽ kiểm tra và báo cho quý anh chị liền nhé. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe này, xem chiếc xe này nó trang bị những gì và nó có xứng đáng với số tiền quý anh chị bỏ ra hay không. Về phần đầu xe, như quý anh chị thấy thì đối với chiếc xe này nó đang trang bị cho quý anh chị là một cái lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia, nổi bật với cái logo Kia được thiết kế cách điệu nhìn rất là sang trọng nha quý anh chị. Chiếc xe Kia Sportage này nó sẽ trang bị cho quý anh chị là đèn pha của nó là full LED nha, cụm đèn pha là full LED và nó sẽ có một đèn LED chạy ban ngày được thiết kế theo dạng boomerang này, nhìn rất là hiện đại nha quý anh chị. Đấy rồi, một điều nữa là cái phần thiết kế ở phía trước đầu xe thì trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến kết hợp thêm camera phía trước để giúp cho người lái có thể phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển. Đồng thời khi có vật thể vật cản di chuyển cách ngang, nếu mà người lái không chủ động rà phanh thì xe sẽ phát ra âm thanh cảnh báo để cho người dùng biết. Nếu mà người lái còn không chủ động rà phanh nữa thì xe sẽ chủ động phanh cho mình. Đây là cái tính năng an toàn chỉ có trên phiên bản cao cấp Signature này thôi nha quý anh chị. Đây, với cái thiết kế nhìn rất là thể thao, và chiếc xe này đang mang trong mình một động khối động cơ là 1.6 turbo, em thì cho quý anh chị xem nhé. Với cái khối động cơ 1.6 turbo này thì công suất phát ra của nó lên đến 178 mã lực và đi đôi với nó là hộp số tự động 7 cấp. Chiếc xe này hiện tại đang được bảo hành lên đến 5 năm hoặc là 150.000 km. Đây là một cái lời tri ân cũng như là sự khẳng định chất lượng về thương hiệu đối với dòng xe Kia do Thaco phân phối. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị những tính năng rất là hiện đại. Em sẽ cùng quý anh chị về tìm hiểu đối với chiếc xe này nữa nhé. Đây, như quý anh chị thấy, với cái chiều dài tổng thể đạt đến 4.660mm và khoảng sáng gầm là 190mm nên cái khả năng đi địa hình của con xe Kia Sportage này rất là tốt. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm đúc hộp kim nhé.
Đường kính mâm của nó là 19 inch. Vỏ thì đang sử dụng là vỏ Michelin. Nếu mà quý anh chị sử dụng xe nhiều, quý anh chị sẽ biết với cái vỏ Michelin này thì cái độ bám đường và cái khả năng hấp thụ lực va đập nó cực kỳ tốt, và nó hạn chế được cái độ vọng của vỏ lên khoang lái. Rất là ok luôn nha quý anh chị. Cả bốn phanh đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa, và nó sẽ có hệ thống chống hút kính phanh ABS giúp người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp. Đồng thời thì nó tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử BD để tăng thêm cái hiệu quả phanh. Đó. Xe sẽ được trang bị sẵn cho quý anh chị là bệ bước căng nhé, và sẽ có trang bị cho quý anh chị là cảm biến áp suất lốp luôn. Nó sẽ cho mình biết được cái tình trạng của vỏ xe trước khi mà mình di chuyển để đảm bảo cho người lái xe một cách là an toàn nhé. Rồi, em thì cho quý anh chị xem một cái tính năng rất là hay trên chiếc xe Kia Sportage này. Đó là cái tính năng đề nổ từ xa để làm mát xe trước khi mình di chuyển nhé. Thao tác rất là đơn giản. Quý anh chị chỉ cần nhấn cái nút khóa cửa này 2 lần giúp em. Đó, sau đó thì quý anh chị sẽ nhấn giữ cái nút hôn này giùm em khoảng 5 giây. Quý anh chị đừng rung tay nhé. Thì xe của mình sẽ đề nổ và nó sẽ làm mát xe cho mình di chuyển. Đó là tính năng rất là đặc biệt trên chiếc xe Kia Sportage 1.6 X-Line này nhé. Rồi, nếu mà quý anh chị muốn tắt máy thì quý anh chị chỉ cần nhấn lại cái nút hôn này một lần nữa là xe sẽ tự động tắt máy. Và nếu mà mình quên tắt máy đi thì trong vòng 10 phút thì xe cũng sẽ tự động tắt máy thôi nha quý anh chị. Rồi, nếu mà mình từ trong xe mà mình bước ra khỏi xe, mình quên lên kính hay xuống kính thì quý anh chị cũng có thể thao tác trên chiếc chìa khóa này. Quý anh chị chỉ cần nhấn giữ cái nút mở cửa này giùm em tầm khoảng 5 giây nha. Thì cái kính cửa, hai cái kính cửa trước này tự động nó cũng sẽ tuột xuống thôi. Đó, rất hay luôn nha quý anh chị. Rồi, khi mà mình ra khỏi cửa mà mình quên lên kính như thế này, không cần phải lại xe, thì quý anh chị cũng có thể sử dụng nhấn giữ cái nút khóa cửa này giùm em khoảng 5 giây thì kính sẽ bắt đầu lên nha. Đấy, rất là tiện lợi nha quý anh chị. Và hiện tại thì nó đang trang bị trên chiếc xe Kia Sportage này nha quý anh chị. Đấy. Rồi, em sẽ mời quý anh chị xem về cái nội thất của chiếc xe Kia Sportage này ở cái con ghế lái nha. Trên xe thì nó sẽ có cho mình là tay nắm cửa, có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm nha quý anh chị. Đấy. Rồi, gương chiếu hậu của xe này như quý anh chị thấy thì nó sẽ trang bị cho quý anh chị là gập điện, chỉnh điện, và nó sẽ tích hợp đèn bảo rẽ trên xe này luôn. Và nó sẽ có cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù cũng được trang bị trên chiếc xe Kia Sportage phiên bản 1.6 X-Line này nha quý anh chị. Đây, xe của mình ấy, thì khi mà quý anh chị chạy trên 20 km/h thì xe sẽ khóa cửa nha. Và ngoài ra thì xe cũng sẽ trang bị cho quý anh chị là nhớ ghế hai vị trí nha, nhớ ghế hai vị trí. Lo xe là sẽ là lo Harman Kardon. Lo này âm thanh nghe rất là ấm, rất là chắc luôn. Đấy. Ở vô lăng thì sẽ được bọc da nè, và tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh và chế độ điện thoại nghe rõ tay ở trên này luôn. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là lại chỉ số trên vô lăng nè. Đấy. Và sẽ có cho mình là đèn pha sẽ tự động bật tắt theo ánh sáng và sẽ có tương thích thông minh. Em sẽ để lên cho quý anh chị xem nhé. Con này thì khởi động ta có mình một lần nhắn rồi. Đấy. Gạt mưa cũng là gạt mưa tự động luôn, lại chỉ số rất là thể thao. Đó. Khi mà quý anh chị xi nhanh qua trái này, nó sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình này. Xi nhanh qua phải, nó cũng sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình luôn nhé. Và điều đặc biệt ở đây là cái vô lăng này nó sẽ là trợ lực điện, và mình sẽ chọn được chế độ lái của nó. Đây, quý vị có thể để ý nhé. Con này nó sẽ có là Eco này, Normal này, Sport và có Smart luôn. Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhé, Normal là chế độ Eco thông thường, và Sport là chế độ thể thao. Smart thì nó sẽ luân chuyển giữa ba chế độ này nhé. Đấy. Rồi, quý vị để ý nữa, cái màn hình này của cái con Kia Sportage nó là một cái màn hình liền, và nó sẽ uốn cong tự nhiên và nó sẽ hướng vào phía người dùng để thao tác rất là dễ và nhìn nó cực kỳ sang trọng và cực kỳ bắt mắt nha. Màn hình này là màn hình giải trí VN 12.3 inch và nó sẽ có tích hợp bản đồ Navi trên này. Nó sẽ có cho mình biết được là cái đoạn đường này chạy ở tốc độ tối đa là bao nhiêu, và nó sẽ cho biết tốc độ xe của mình bao nhiêu, cũng rất là hay nha quý anh chị. Đây, ngoài ra thì xe còn trang bị cho quý anh chị là Android Auto và Apple CarPlay cũng được trang bị trên cái chiếc xe Kia Sportage này luôn. Đấy. Rồi, đây là hệ thống điều hòa của xe nha.
xe sẽ trang bị cho quý anh chị là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Bên trong thì nó sẽ có cho mình là cổng sạc nhanh này, cổng USB và cổng sạc 12V, và đặc biệt thì nó có cổng sạc không dây, tản nhiệt chuẩn IQ luôn nhé, rất là ok ấy. Phần tắp lô này được thiết kế nhìn rất là hiện đại, cửa gió điều hòa phần ở trên đây là phần nhựa, nhìn nó rất chi tiết, rất là liền lạc luôn nha. Đặc biệt là đối với chiếc xe này, nó trang bị cho quý anh chị là gương chiếu hậu chống chói tự động này, tất cả các cái đèn nội thất bên trong, đèn nội thất bên trong đều là cảm biến hết, và nó sẽ có một cái cửa sổ trời panorama. Ngoài cái tính năng là tạo ra không gian thoáng đãng cho chiếc xe của mình, thì nó cũng như là một cái cửa thoát hiểm khi mà xảy ra sự cố nhé. Rớt xuống ao hồ, sông suối thì cứ mở cửa sổ trời và phóng lên trên thôi. Đấy, như áp lực nước mình không thể bữa nào mở cửa hai bên được đâu. Quý anh chị lưu ý ha. Rồi, một lần nữa thì quý anh chị cũng có thể tham khảo và coi thêm về cái bố trí cái phần cần số này. Cần số của chiếc xe được thiết kế theo dạng nấm xoay, nhìn rất là hiện đại nha. Đấy, và nó sẽ có đèn viền nội thất cho chiếc xe mình nó ấn tượng hơn. Và xe sẽ được trang bị cho mình là làm mát ghế, sưởi vô lăng. Đây là nó sẽ có hệ thống hỗ trợ đổ đèo nè. Rồi mình sẽ có chế độ gài cầu và khóa vi sai. Đây, con này thì là chuyển động bốn bánh toàn thời gian, mình có thể khóa vi sai được luôn nha quý anh chị. Cam 360 độ, cam này rất nét luôn nha, rất nét, và nó sẽ ôm từ góc bánh lái luôn nha quý anh chị. Đấy, có auto hold hỗ trợ đổ đèo. Đấy, rồi và cái chỗ để ly tách này mình cũng có thể thay đổi được về cái kích thước của cái chỗ để ly tách này luôn. Và đây là chỗ để học đựng hồ sơ, rất là ok nhé. Rồi em sẽ mời quý anh chị xuống hàng ghế thứ hai của chiếc xe này, xem nó có được rộng rãi, thoải mái và cái độ ngã của nó như thế nào nha quý anh chị. Đối với chiếc xe Kia Sportage này thì cái tư thế ngồi nó rất là thoải mái, và cái độ ngã của nó rất là vừa cái tư thế của người ngồi nha quý anh chị, nó không có bị quá đứng. Ở một số hãng xe khác khi mà quý anh chị ngồi cảm giác nó hơi bị gù gù cái lưng á, nhưng mà đối với con Kia Sportage này nó sẽ khắc phục hết mọi ưu điểm đó, và nó sẽ trang bị cho mình là túi đựng hồ sơ nè, giá đỡ nè, và ở mỗi lưng ghế đều có cổng sạc cho mình. Sạc này sạc tai xi nha quý anh chị, nó theo xu hướng hiện đại ấy. Rồi, đối với chiếc xe này nữa là nó sẽ có chỗ để tì tay, nếu mà mình đi hai người ở phía sau thôi thì sẽ có chỗ tì tay, chỗ để ly tách, trang bị cho mình là 6 túi khí nha, 6 túi khí hết, lo thì 8 lo Harman Kardon, âm thanh nghe rất là ấm, rất là chắc luôn nha quý anh chị. Khi mà quý anh chị lên showroom em xem xe thì em sẽ mời quý anh chị cùng trải nghiệm với bên em nhé. Rồi, em sẽ mời quý anh chị đi phần đuôi của chiếc xe xem nó trang bị những gì và nhìn nó có rộng rãi hay không nhé. Ở phần đuôi của chiếc xe Kia Sportage này thì nó được thiết kế nhìn rất là thể thao và nhìn rất là hiện đại, với cái cụm đèn hậu là dạng LED được thiết kế theo hình chiếc lá. Ở phía sau còn được trang bị cho mình là 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe một cách rất là an toàn. Ngoài ra thì phần xe cũng được trang bị cho mình là cánh hướng gió, và bên trong nó sẽ tích hợp cái gạt mưa. Quý vị thấy nó không có cái gạt mưa đâu, thì nó rất là thẩm mỹ và rất là đẹp. Ở phía trên thì trang bị cho mình ba gam mui và vây cá mập nhé. Cốp này là cốp mở điện và thao tác mở rất là đơn giản thôi. Quý anh chị chỉ cần là bỏ lên cho em, nhấn nhẹ rồi nó sẽ lên thôi. Đấy, chiếc xe thì nó sẽ có là lock cốp chống thấm này. Rồi, có gì nữa? Bộ vỏ dự phòng. Vỏ này thì nó sẽ dùng chung là 4 mâm ở ngoài luôn nhé. Ở số hãng xe khác thì nó sẽ nhỏ hơn, thì quý anh chị sẽ mất chi phí khi mà xảy ra hỏng hóc cái mâm bên ngoài, thì mình sẽ mất chi phí để mua thêm một cái mâm nữa. Nhưng mà đối với chiếc Kia Sportage này thì nó trang bị sẵn cho mình luôn, đỡ tốn chi phí anh chị ha. Đấy. Rồi sẽ có cổng sạc 12V và có giá đỡ kho hành lý nữa. Đấy. Với cái khoảng không gian rất là rộng như này, mình có để vài vali hay để nuôi em bé, để xe lăn thì cho người già thì vẫn rất là ok luôn nha quý anh chị. Đấy. Rồi, em sẽ cùng quý anh chị đi xung quanh cái xe một lần nữa để mình chiêm ngưỡng được cái sự thể thao, sự mạnh mẽ của chiếc xe Kia Sportage này nha quý anh chị. Đấy. Cái cửa đóng rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị có thể coi lại một lần nữa. Với cái
sự thiết kế chỉnh chu từ ngoại thất, nội thất thì chiếc Kia Sportage sẽ bùng nổ doanh số, và trong năm 2024 với cái mức giá được nhà phân phối cũng như là nhà bán lẻ đang ưu đãi rất là nhiều dành cho mình, cùng với sự hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nữa. Đó. À, nếu mà quý anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới hoặc là các bạn Zalo với em nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo ạ.